Bây giờ thì thay vì mình bỏ tiền ra mình mua thì bây giờ mình sẽ đi thần trúng, mình ăn trộm bét của cái tiệm này mình đem về nha các bạn ơi. Đây đây, ok mọi người ơi, rồi mọi người ơi, cập nhật rồi. Trời ơi, cập nhật trễ vãi cả trưởng á. Ok, giờ tôi mới chơi được mọi người. Ok, mới đầu thì chúng ta nhận được 100, 1.000 tiền sao mọi người ạ. Sbigo, cái gì mà tiếng Anh thì sao tôi biết đây. Trời ơi. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta đã ở chạy ở tour Bình Phú Mỹ rồi mọi người. Đỡ đỡ tôi diệt diệt đây mọi người ơi. Ây da, mấy bạn này cầm cái dây xích bét luôn hả? Trời ơi. Ok, rồi, cái gì đây? Để mình chạy ra cái chỗ này coi. Cái gì chở được con bé ai da? NPC hả? Trời ơi, cái con chở được con bé luôn mọi người ạ. À. Đi dạo đi gâu gâu vậy. Ui, chiếc xe đạp đây. Ôi, chiếc xe này, chiếc xe chở bé à. Ui ôi. Ok, thì đợt này chúng ta sẽ gọi là liên quan về bé các bạn ạ. À. Ok, nhưng mà đợt xe thử coi cái dịch vụ lần này chúng ta sẽ có cái gì nhá. Đầu tiên là mình sẽ chạy lại chỗ Hồng Bảo nè. Rồi xong rồi chúng ta sẽ bảo là xin chúc mừng cửa hàng thú cưng đã khai trương với tên là Thiên Đường Thú Cưng. Ây à, Thiên Đường Thú Cưng các bạn ạ. À. Rồi được thôi, mời bạn bè tham quan. Ok luôn. Rồi bây giờ ui, đây. Thiên Đường Thú Cưng đây này mọi người ơi. Ui, nó làm lại mới à. Đã nhờ. Ui, ok chúng ta đi vào nha mọi người ơi. Vô. Ok, chúng ta đi vào bên trong nào. Chắc là bên trong này chắc là như một thiên đường các bạn ạ. Ui, cái gì đây? Thiên đường thú cưng đây sao? Ui, đây là thiên đường thú cưng các bạn ạ. Người bạn yêu quý. Ok, rồi, bé mới. Ui, ai cha to giả man luôn. Ui. Rồi, mình chạy qua bên này. Bên này là có cái gì đây? À, bên này rồi chạy. À, tham quan. Ui, hai con bé nó chạy nhau kìa. Hai con bé nó chạy nhau nè. Ai à. Rồi, chạy qua bên này nữa à. Ui. Ok. Rồi qua đây, trời ơi sao bắt tôi đi vòng 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 vòng. Ủa là sao? Ủa sao tôi sao cho tôi ra ngoài? Trời ơi, tôi muốn tham quan mà. Trời ơi, ok thì đầu tiên là cái chị gọi là bán bét nè. Đấy, thử coi lần này bán bét gì đây? À, đây là cửa hàng độc quyền đảo Thú Cưng. Ok. Trên đảo cái A. Ok, rồi bây giờ mình đỡ coi thử như thế nào nha. Ok thì đầu tiên ui. Ây da. Mình có thể là gọi là tái chế bét luôn mọi người, mình lấy được cái huy hiệu của bé. Ây da, huy hiệu này chắc là chúng ta sẽ quy đổi ra một trong những cái vật phẩm đấy cho bé thú cưng mới. Ây da, tính là cũng ngon phết đấy các bạn ơi, đừng có đùa. Wow, ok, và bây giờ thì mình sẽ chạy ra cái chỗ cái bà đồng hành này là cái gì đây? À, chào thú cưng tắm. À đâu, không phải. Mua mấy cái này. Trời ơi, ai rảnh. Bây giờ tôi chạy qua đây coi cái gì đây, cái gì vậy? À, cái đây là cái dây xích các bạn à. Ây da, dây xích bé nè. Ok, bây giờ để tôi mua một cái màu gì cho nó đẹp đẹp nha. Màu trắng nó cũng đẹp nè. Không biết tôi mua màu gì, tôi mua màu trắng hay màu đen nhỉ? Màu đen thì nó cũng đẹp nè, thái mới tư kim cương chua lét luôn á. Thôi ok, mình sẽ mua màu màu nâu đi. Ừ, màu nâu cho nó đúng hợp lý mọi người ạ. Rồi, ok thì màu nâu chúng ta làm gì? À, nhưng mà trước tiên là mình phải lấy con bé ra mọi người ơi. Lấy con bé này, bây giờ tôi có con bé nào không ta? À, tôi có con gà, đúng rồi, con gà đâu rồi? Con gà của tôi đâu rồi? Con gà của tôi ngày nào đâu mất tiêu rồi. Con gà của tôi đâu? À đây 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 đây. Đấy, con gà của tôi đây nha. Và bây giờ tôi con gà tôi xích nó luôn mọi người ơi. Đó, bây giờ tôi xích con gà luôn được. Quả gà trưởng à. Cái này là cái dây xích chó. Thôi sao bây giờ tôi đi xích con gà luôn. Trời ơi tội gà quá mọi người ơi. Ủa sao nó không đi theo? Ok dây. Đẻ thẻ dây. À, đi xe quá nó không chịu mọi người ơi. Con gà tôi không chịu đi. Vãi gà nồi, giờ chắc tôi bán mày luôn quá. Ok. Và mình đỡ tôi bây giờ mình sẽ làm sao để mua được cái trứng bét ta? À bên này hả? Bên này mua được cái trứng 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 bét mới à? À đâu phải. Cái này vẫn cũ mà. Làm sao để mua con bé mà để cưỡi được á mọi người, cái này phải không? Cái này không phải mọi người ơi, chắc là mình phải đi ra, chắc là tí nữa mình làm cái nhiệm vụ gì đó mới nhận được cái con bé ra bác tôi cưng mọi người ạ. À, nhà bé cưỡi mọi người ạ. Ok, để đi qua đi đi ra là coi như nào nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra mình trả nhiệm vụ cho cái bé NPC kia coi. Ây da. Trời ơi, mình đang cần một con bé mà bé nó cười cưỡi mọi người ạ. Rồi, đây. Rồi chúng ta sẽ nhận được 10 xu các bạn ạ. Wow. Trời, cái xu này cũng ít nữa chứ. Ừ, cái gì nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Đi đến hả? Gì nữa? Ui, thôi, tôi không có đi nữa, tôi không có đi nữa đâu. Bây giờ tôi sẽ coi thử ở trong phần cái này, à cái phần cuốn nè. Ủa, ngày điểm danh nó có bản đồ con bé luôn nè, vãi cà trưởng à. Và làm sao để nhận được cái trứng bé ta? Trứng bé, à đây mình làm nhiệm vụ á, à, trứng gâu gâu, à trứng gâu gâu là trứng mới đúng không? Trứng gâu gâu à, để mình coi thử coi. Ai à, trứng red. Retriever các bạn ạ. Trời ơi, còn ở đây là cái xe, à cái xe hồi nãy cái thằng kia nó mình thấy nó chửi rồi. Ai à.
Ôi trời ơi, mà cái trứng này là mua trứng đây hả? Hay là trứng gâu gâu vậy ta? Hay là mình lấy cái trứng gâu gâu vậy ta? Mọi người, cái trứng gâu gâu này, đợi từ từ, đợi đợi mình lấy cái trứng gâu gâu này biết có được không nữa. Đợi tôi xem được coi. Hãy gửi thú cưng đến đảo thú cưng. Ok, đợi mình làm nhiệm vụ mình lấy cái trứng gâu gâu các bạn ơi. Chúng ta đã qua rồi. Ai à, bét này tặng level 7 mới lấp lánh ha. Mọi người thấy con bét thu cha, con bét đen thui thui. Quay. Bét mới nè, con mực à, đúng đúng cái con mực luôn mọi người. Trời ơi, đúng cái con mực luôn nè. Alo. Cửa được không? Cửa được không? Cửa được không? Được cửa được, cửa được không? Được coi cửa được không nha. Ui bạn này có con mực này mọi người, kinh thật đấy. Em con trùng lọc con chó chứ. Con chó bự cho bá luôn, khi mà nuôi lớn là đã ký tôi rồi. Bây giờ ký tầm này nữa, bây giờ thả tim thôi nha. Thả tim thôi, thả tim thôi. Ai da. Đây 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 đây. Cái trứng này trứng gâu trứng Elvetto. Ôi mẹ ơi, 300 kim cương à. Cái trứng Revet trà xanh. Ui trứng băng đá. Ui trứng băng đá này đẹp lắm phải nè. Tôi thích một là con băng đá này. Hai là con bánh quy nè. Còn hai ba là con bầu trời đêm nè. Ui màu đen nè. Ui rồi con đen này nó con là con dởm nhất luôn nè. Trời ơi dễ mang chưa, nhưng mà 300 kim cương lượng mình nó chua lét dữ trời. Nuôi mua cái gì mà trứng, mà trứng gâu gâu là không phải đúng không? Trứng gâu gâu là không phải. Ủa phải à, trứng gâu gâu nó cũng ra. Nhưng mà nó kèm theo mấy cái này nữa nè mọi người. Ui 300 kim cương hả? Ồ nhưng mà tỷ lệ ra mấy cái con chó này nó hiếm lắm nha. Nhưng mà tôi sao đỡ tôi thử cái nhân phẩm của tôi. Giờ tôi làm cái nhiệm vụ để tôi thử cái nhân phẩm của tôi các bạn ạ. Rồi xin chào. À, bây giờ mình sẽ tái chế nha. À mình tái chế một cái gì đó mình bất kỳ ra. Rồi tái chế rồi đó. Sau khi mình tái chế xong là mình hoàn thành nhiệm vụ mọi người. Đây nha, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ồ đây, bấm nhận nè. Đấy, làm nhiệm vụ thú cưng này nó cũng dễ mọi người. Và cái tiếp theo là hãy cho thú cưng uống thuốc bổ. Ok vãi cả nồi, bây giờ lớn không còn uống thuốc bổ nữa. Còn thuốc bổ chắc bà lại chỗ đây quá. Ấy à. Cái gì đây? Hãy dọn văn vãi cả nồi à, bây giờ thời buổi bây giờ đi dọn phân. Bây giờ tôi đi mua trứng cũng được đâu, mua dọn phân. Trời ơi, để tôi làm cái nhiệm vụ coi. Hãy cho tôi cần uống thuốc bổ, mà thuốc bổ nó ở đâu ta mọi người? Thuốc bổ nó ở đâu ta? Thuốc bổ nó mọi người ở đâu mọi người? Trời ơi, thuốc bổ nó ở đâu vậy? Bên này có không? Bên nào? Thuốc bổ nó ở đâu nhờ? Chắc là bên này quá, để tôi vô coi. Cái này tái chế mà. Cái này chế tạo mấy cái huy hiệu gì đây nè, mấy huy hiệu này chúng ta sẽ quy đổi ra cái gì ấy. Ồ, huy hiệu hả? Ồ, có cái sự kiện điểm danh mới này. Ngoài điểm danh này, ok. Nhưng mà bây giờ để tôi làm cái này cái đây coi. Hãy thực hiện thỉnh cầu của nhân viên à, cái này bỏ qua nè. Chở thú cưng ở trên phương tiện lái đi hóng gió. Ui ôi, ai rảnh đâu chở mua tốn 10 kim cương nữa. Mua tốn nữa, hãy thực hiện nhu cầu của thú cưng. À đà, mình thực hiện 10 lần lận. Hãy chăm sóc cho thú cưng của bạn. Ok, mà 5 lần hả? Con này là cái gì đây? À, hãy làm nở trứng resto. Mẹ không có trứng đó rồi mà còn bắt tôi nở nữa ông nội. Trời ơi, bây giờ phải bỏ ra 300 kim cương bạn. Mà bây giờ hết kim cương rồi. Cây thế chứ. Tôi sai làm mà tôi không tích kim cương. Phải cà nồi à. Giờ tôi sạch kim cương rồi, không còn một cái gì luôn ấy. Giờ có lẽ là tôi là cô là bỏ tiền ra tôi mua thôi. Mà bỏ tiền ra tôi mua một cái trứng thì nó mé nó chua. Nó còn chua lét hơn ăn cái chanh. Mọi người vãi cà nồi à. Hey, chua quá sao tôi chơi nổi. Thôi tôi mua trứng gâu gâu, mà trứng gâu gâu 36 kim cương nó tôi cũng đủ nó chơi ngu người rồi, tôi không dành kim cương nó mấy đâu chứ. À dạ không biết tôi có nhận được cái gì nữa không, mong là mở ra được nhiều kim cương nè. 5 kim cương cũng được, nhưng mà bây giờ tôi cần 36 kim cương cơ, giờ tôi có đủ không nữa. Thôi tôi lấy mấy cái này coi, sai lầm của mọi người ơi. Trời ơi tết con bét của tôi. Ơi dạ trứng gâu gâu à. Cái này là cái gì đây? Ở phần phương tiện, mấy phương tiện không có. Giờ phải chơi nạp tiền các bạn ạ. Giờ phải nạp tiền mới chơi được các bạn ạ. Chua nhờ. Giờ có khi là tôi hoặc là tôi mua luôn á. Nhưng mà thôi bây giờ để tính sau mọi người. Hãy cho thú cưng uống thuốc bổ, mà thuốc bổ. Bạn ơi, bạn nào cho tôi biết là thú cưng uống thuốc bổ là bổ ở đâu mọi người? Thuốc bổ ở đâu vậy? Để tôi hỏi mọi người nha. Thuốc bổ ở đâu trời ơi, thuốc bổ ở đâu vậy, cho tôi hỏi thuốc bổ ở đâu luôn á. Thuốc bổ ở đâu ta? Trong gần 300k, ui 100 thổ quan gần 300k, hơn 300k nha mọi người. Rồi. Thuốc bổ ở đâu vậy mọi người ơi? Chị tôi à đây, bà đây đúng không? Cái bà bao tạm đúng không? À mua thuốc bổ cho nó nè. Đây cái bà này quá. À đúng không ta? Ờ à, không phải.
cái này cho con bé nó đi chơi, vãi cả đồ làm nhiệm vụ. Trời ơi, ai rảnh không làm nhiệm vụ, bây giờ cho tôi con bé chui chơi nào. Thuốc bổ đâu, thuốc bổ ở đâu vậy? Thuốc bổ ở đâu vậy? Thuốc bổ ở đâu vậy chờ, thuốc bổ ở đâu vậy chờ. Đợi mình coi mấy cái khác coi mọi người. Mấy cái này là cái sự kiện các bạn ạ. À, còn cửa hàng này chúng ta sẽ có như thế này. À chúng ta sẽ có, đợi coi chúng ta tham quan qua cửa hàng nha. À nha, mấy cái này chúng ta cũng cần đặt vụ Z. Ai à, trời ơi mấy cái bộ này cũ rồi. Ờ đâu rồi, đâu rồi thuốc bổ đâu rồi. Ở trong này làm gì có thuốc bổ chờ. Trong này làm gì có thuốc bổ. Ê dạ, không biết có cái bộ nào bốc thăm mới không nữa, chắc có quá à. Hết hit này, nhưng mà không có mới hay sao á. Hình như mới chưa có hay sao á, mấy cái bộ thăm nó chưa có. Ồ, mình 35 kim cương nè. 32 kim cương nè. Giờ đỡ tôi mở hộp vịt nữa. Đúng rồi, mở hộp vịt. kim cương. Ôi ngon, kim cương nữa, hai kim cương đi. Ba kim cương, ok, cây cuối. Trời ơi. Ui đủ 36 kim cương nè, ngon. Ngon. Mua trứng gâu. 36 kim cương nè, tôi mở ra cái trứng. Tôi chỉ cần mở ra con Red Vere gì đó là ok rồi. Mua. Rồi ok, chúng ta đã mua được trứng gâu mọi người ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi về áp trứng gâu cho nó thôi. Rồi chơi trứng rép rồi gì tới tôi chịu báo tay ấy. Ok, chúng ta đã đi ra rồi và bây giờ thì mình sẽ hóng hớt mình đi về nhà cái đã mọi người. Mình đi về nhà mình cho con bé gâu gâu của tôi. Nó mở ra con Red Raider gì đó tôi gọi là cũng hơi sốc rồi nha. Tại vì cái tỷ lệ mà ra cái con bé Red Raider gì đó. Ừ. Đấy. Tỷ lệ của nó là 0.002%. Phải cả nồi 0.002%. Nó còn thua hơn cả tỷ lệ là nó còn thấp hơn 1% nữa. Trời ơi. Dễ mang không? Trời ơi, thứ gì mà chịu cho nổi. Thứ gì chịu cho nổi mọi người. Ok, bây giờ để tôi lấy cái con gọi là con cái dòng của tôi đâu rồi? Này. Không, lần này tôi cho nó ấp ở trong cái khu mới đi, ấp cái này nó hơn nè. Giường hoa đúng không? Cái này là giường ngủ đúng không phải không? Tờ. Nói chung để tôi đỡ ra nhiều thứ cho nó gọi là cho nó ấm áp coi. Rồi. Ok, và bây giờ bé này cho ngủ cùng bên này, bé này nuôi bé nè. Ok rồi, trứng gâu gâu nè. Đó. Rồi. Mọi người phục hồi nó, mọi người phục hồi nó bằng cách bấm like đi mọi người ơi. Bấm like đi mọi người ơi. Ra con nào. Ờ chưa. Bấm like đi mọi người đã bấm like chưa? Rồi bấm rồi thì mở luôn đi. Trời ơi. Mở luôn. Ra cái gì đây? Red Dr. Cũng là chó nhưng mà chó này lạ quá các bạn ơi. Chó này tôi có cần đâu. Cái con này đâu phải là Red Dr. gì đâu đúng không mọi người? Con này đâu là con bé bình thường. Trời ơi. Con này là con bé bình thường. Trời ơi. Ôi trời ơi. Tốn hết, tôi xài hết tất cả gia sản mà tôi đang có rồi mà lấy con bé này à. Vãi cả nồi à. Con này không phải Dr. các bạn ơi. Ôi, một là mình phải bỏ ra 300 kim cương hoặc là 149k. Nó chua quá. À, chua tới nỗi mà tôi không muốn mua luôn. Người tè nó còn bé 4 máy ga tôi chấp nhận tôi mua ấy thề. Chứ 149k. Bây giờ tôi không mua nổi con gì mấy bạn xem video này mình mua nổi. Thề luôn, bạn nào mà không mua nổi cái trứng này thì mọi người bình luận phía dưới cho mình nha. Nhưng mà sau khi mua xong rồi nhưng mà chúng ta sẽ cho nó cửa như thế nào, chắc là phải tốn một mớ đồ ăn cho nó nữa. Trời ơi, hết mớ tiền cho nó nữa. Nuôi bé mà như nuôi bé ngồi đời với mọi người. Trời ơi, nó còn tính ra là nuôi bé còn mắc hơn mua nuôi con bé ngồi đời luôn mọi người. Mình nói thiệt luôn. Trời ơi, nuôi trong game thôi mà cũng hơi bị thốn rồi đó mọi người ạ. Ok. À và đỡ coi thử trong cửa hàng trang phục nó có gì mới không nha. À, cửa hàng trang phục thì cũng có gì mới. À, nói chung là cũng có một cái vài bộ trang phục mới trong sự kiện này. À, nhưng mà đỡ coi thử cái phần thư, đỡ coi đợt này chúng ta sẽ tặng cái dây. À, tặng cái băng đồ sọc. À, không có tặng cái trứng na, bạn nào mà có trứng ngon rồi. Chung Giáng sinh, ấy à, trời ơi, nói chung là toàn đồ thổ vàng không vậy. Còn mấy cái mặt này ai cần đâu. Mấy cái này đâu ai cần nhiều, trời ơi. Dạo gần đây sao nó mắc thế ta. Ờ, nó mắc giả mang này sao các bạn xem video tôi mua thờ. Thật cái mọi người mắc giả mang luôn, đúng mắc luôn á, thề nói thiệt ấy. Mắc lắm luôn mọi người. Cưới con bé thôi mà nó cũng hơi khó khăn rồi đó. Ok, và bây giờ đỡ tôi ra tôi xem cái khu vực này. À, cái khu vực này nó cũng được làm lại nè. Cái khu vực sửa chữa nó trở thành màu đỏ này mọi người, ngon.
nó cũng được làm lại. À, nó chính là chẳng qua là trang trí lại thôi chứ không có gì mới mọi người ạ. À. À, nhưng mà để coi thử coi có cái đồ gì mới không? Chỉ có mọi người ạ. À. Chắc là có cái đồ chế tạo mới. Đợi coi chế tạo coi nào. Ờ hình như không có cái sự kiện gì mọi người ạ. À. Chế tạo cũng không có cái gì luôn. Ồ thế là cập nhật sự kiện đợt này là ưu tiên về best thôi, ưu tiên về best. Ai à. À, mà cái tính năng cưỡi best á thì tôi lại nhớ một cái tựa game hồi xưa tôi chơi. Cái kia tựa game mà giống 99% Play to the Dead mọi người nhớ không? Đấy. Tựa game đấy nó cũng có cưỡi best các bạn. Có khi biết ngay là mình cũng đã dự đoán là sắp sau này Play cũng có tính năng cưỡi best nè, thì bây giờ nó cũng đã có rồi nhưng mà bây giờ muốn cưỡi thì phải bỏ ra phải bỏ ra một số tiền cũng như một số kim cương. Thậm chí là thổi vàng nữa. Trời ơi mới cưỡi được các bạn, nó mắc lấy trời nó mắc còn hơn cuộc đời nữa. Cô bé của tôi ở ngoài đời, tôi lên lưng tôi gửi cho rồi. Chứ nuôi ở đây nó mắc quá. Nuôi đâu mà nó mắc quá mọi người, tôi mua không nổi, mọi người bó tay luôn, tôi trứng cái cục luôn, giờ mua nổi. Chịu quá. Ok thì clip ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ như thế thôi, chứ ngày hôm sau thì tôi sẽ có thể là tôi gọi là tôi nói chung cái tính năng bé là tôi cũng thích lắm mọi người, tính năng cưỡi bé đây. Chắc là tôi cũng phải sơ luôn tính năng cưỡi. Tính năng mình sẽ chắc lấy luôn một con bé nào đấy mà mình cưỡi mọi người ạ. Ok, phải 300 kim cương, mà 300 kim cương thì 300 kim cương nha, đâu có 300 kim cương là bao nhiêu tiền. 300 kim cương là quậy tính là cũng mắc à, kim cương trong game này mọi người đừng có mua nha, trời kim cương trong game này nó mắc giả man luôn rồi mọi người ơi, coi nè. 36 kim cương thôi. Mà 49k trời ông nậu ơi, nãy giờ tôi tiêu hết 49k rồi hả mọi người. Trời cứu tôi. Cứu tôi. À mọi người cày free, mọi người cày free là một ngày các bạn có thể là kiếm hơn cả chục kim cương, gần cả trăm kim cương á mọi người, mình nói thật ấy. Nó mắc giả man luôn ấy. Sao tôi mua nổi trời. Nhưng mà không sao, bữa sau clip sau thì tôi sẽ mua cái trứng Raptor này, tôi mua xong rồi tôi cưỡi con bé này như thế nào nha. Chứ tôi thấy mắc phải các bạn nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Mọi người xem tặng cái con bé này của mình nha. Đây. À đúng ha. Bây giờ thì thay vì mình bỏ tiền ra mình mua thì bây giờ mình sẽ đi thần trúng. Mình ăn trộm bé của cái tiệm này mình đem về nha các bạn ơi. Đây chẳng hạn như có mấy con bé này đó mình trộm về nha, mình thần chủng nó nha. Nhưng mà thần chủng như thế nào thì thần chủng như thế nào thì vẫn chưa biết các bạn. Chịu quá. Ok thôi, bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người nhìn các clip tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh.